ơi, lối xuống dưới. Sao không phụ đẩy xe đi? Sao không đẩy xe mà anh đang đi lại nè. Anh đang đi gọi cho đẩy xe nè. Cái tay của em nó bị gãy rồi. Hồi sáng nó đã bị rồi. Hồi sáng là một chiếc xe tải đi vô cũng đã bị dính sần rồi. Bây giờ mình cùng nhau đẩy đi mọi người ơi. Đẩy xe tải rồi đó anh Trường. Nên đi vô nữa hả? Đợi 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 nha. Đẩy đi em ơi, đẩy đi. Đừng nhúc nhích nữa. Đợi cứu hộ xuống. Tại xe nãy chạy, chạy vô đi rước anh Thanh Nam á mà nó bị mất lầy với bà con quá. Hủ tía để xe kìa con. Ê anh Nam, anh đâu có làm kênh phải không? Anh không có làm kênh, hỏi thiệt. Anh mấy bữa nay có mấy cái kênh để tía anh Nam á, nó vô bờ comment trong kênh của em á. Vậy là anh Nam bị giả kênh. Rồi ác Hương Dừa sẽ cho anh Nam coi cái kênh đó. Có cái kênh anh Nam anh không có làm kênh, nhưng mà có một cái tài khoản giả mạo anh vô bình luận trong kênh của Hương Dừa. Né ra đây, né ra rồi. Ở đây nè. Rồi quá trời không được xin đi. Rồi về xe đồ. Cái xe này tầm 3 tấn nha, 3 tấn nha. Chứ mà đẩy á 3 tấn đây có 30 người không? Đây 40 người thương khỏe mà. Sao không câu đâu, anh em ơi, nè nè nè. Để cho xe tải vô. Để cho xe tải vô đi mọi người ơi. Đây cuốn xe tải. Nói anh đã ơi, mày đứng một chỗ khác đi để người khác điều. Anh rả nè nha. Ai ai vô làm được cái con rả. Không này luôn nè, cái đường này đường đường đất đó mà con nó lầy luôn. Này xe đã. Đây dẫn này đi hết đi. Con thấy quay được không? Đấy, đó, thấy không? Đội trưởng thì đi rồi đó. Giờ đội trưởng bỏ mọi người kìa. Đội trưởng sao vậy đội trưởng? Rồi đi, để giải cứu, xe nè. Ấy đâu có được. Xe này nè. Xong luôn, xong luôn. Ngồi đi. Cái ghế, cái ghế. Cái là cái xe gì vậy?
chị gái ơi. Nó bị cái gì vậy ta? Chết rồi, chú ơi, xe hư rồi. Đó, giờ không đi nè. Đủ dây dù không? Có dây võng không? Tháo dây võng ra cũng được. Nó có cái móc trâu quá. Nè bà con cô bác ơi, bây giờ sao con người ta sao sống mà nó thờ ơ quá. Đây bà con cô bác, đây là những người chứng kiến đứng ngoài để quay để đăng lên mạng, hôm nay không ai đứng cho phụ hết. Em phụ từ nãy giờ anh Cương ơi, đứng sao mấy người để khỏi bị gì. Nhưng mà người ta bảo gì cần công ơi, có cần áo quần người mà con nặng để đứng đây cho nó thăng bằng ở chiếc xe. Đây em đó. Đứng đúng rồi, đầu đứng đây. Đây là con cô bác, đây là những người thờ ơ. Đó, thấy khi mà thấy ngoài đường thấy người ta gặp sự cố thì bắt đầu quay lên giúp để đăng lên mạng xã hội. Có phải em? Anh ơi, nhiệt tình cộng đua dố bằng phá hoại. Mình không biết nên mình đừng đụng vô nãy cái xe em ném ngã bên kia rồi. Né cho mọi người triển khai. Cái dài không? Cái này là mình hành là mình đây rồi. Những cái vụ án này là diễn viên mà sẽ có đủ dây không? Đây là có Cương để có anh lên. Có đèn cướp không ở chỗ này. Còn mấy hôm ấy dọn đồ xuống đi mua xe khác nữa đi ơi, đâu bỏ đi. Sao nó lại anh Cương? Cương có mua xe khác. Sao anh giải quyết vấn đề bỏ đi lấy đồ nào cần thiết là vàng vòng gì á, tiền bạc lấy xuống. Anh bỏ hả anh? Tự trang vậy còn xe này bỏ đi. Anh mua xe khác sao? Anh mua xe khác. Anh Cương quyết định tài trợ chiếc xe mới. Tài trợ xe mới. Bắn tim cho anh Cương. Xe này sao cũng đâu cũ rồi. Nói câu vậy thôi đó mọi người. Sao chị thấy sao về ý kiến đó? Anh lớp sếp. Sếp muốn năm anh Khương vừa muốn năm, sư phụ muốn năm. Nhưng mà không, bây giờ anh em vẫn kéo chiếc xe này lên xong rồi. Này là tài sản của anh em luôn. Anh thấy sao được? Thanh lý lấy tiền chia nhau hả? Mấy đứa em chạy xe đò kiếm tiền đi. Trời sếp tuyệt vời quá. Có 10 á. Sếp có 10. Cố lên anh em, cố lên. Cái này là của chúng ta. Tháo cản hả? Trời mọi người ơi. Cái đồ này là giống như cái giày đó qua đây nè. Đó này nó mặc mono nha bà con cô bác. Mono. Đây. Cái này giờ mình chạm vô cái nó ngã một cái là ăn đạn hết. Cô máu đi. Sáng giờ diễn được lỗ phải không? Ba này xong rồi cũng được nè đó. Có dây không? Tới không? Tới đoàn của mình tới 40 người mà không có khiên nổi xe này hết ta. 45 người không nổi nặng. Đưa cho anh tin mở cái đó. Không ba. Để xe mình dễ lắm. Đây là xe chở thiết bị của đoàn. Để nhảy ra cột điện. Đang là cái sổ lậu. Mà xe chở nhân sự đang bị kẹt ở đây rồi. Ôi trời. Lại. Cô chạy vô. Em học về cái đóng chân chưa. Thêm thằng nữa hết chết luôn. Tại nãy bạn tài xế thì bạn
bạn né một cái xe máy chạy chạy máy cài đối diện chạy ngược chiều á, quan trọng chỗ móc lạng qua đây luôn. Mà xuống đây giờ xuống đây nó lấy đây giờ lủng lắm. Ok cứng là ngon. Ê, hồi nãy không có đầu kia cho nó bằng địa hình đây nó bị giấy mà. Ở đây nó bị nghiêng á, để nó bị nghiêng mà cũng quá. Đâu hả? Hồi sáng xe tải bị hả? Tải bị đó, góc đó đó. Con đang đẩy hả? Vô hết rồi. Đẩy được như xe này là con rể tôi chỉ. Nó lún chứ nó mới trượt. Cái này anh em lún quá, ghê quá. Nó trượt mà. Vô quá. Cái này mình đi dưới mình gạch lên đi cái này. Rồi, không nổi đâu. Vô mấy công phiền phức anh em nữa. Đúng rồi. Ít mà giống như men vậy đó. Rồi. Nhích cái nhẹ là lát vô mấy anh em kinh xe tôi ra nữa lại cực. Một là ít men, hai là rượu, là một là rượu. Cái gì vậy? Rõ tương lai thật tâm tôi. Có dây hết trơn. Còn đây sắc liền sắc này. Có cái còn chung. Quay hả? Ủa? Kéo qua bên đầu này để nó gắn vô kéo này xe. Kiếm cây gác ngang cái ruột dây đâu mình bỏ vô cây này là chắc chắn là nó không ngã. Ủa mình chỉ kiếm cái gì đây? Bao nhiêu người đây hả? Tấn vô cái cây cái mấy mình chịu đó là không ngã. Ngã cây luôn anh. Ngã đó, mà ngã cây luôn. Gạch ngã, ngã luôn giống cây thì khổ nữa. Làm cái cây dùm ra nữa. Cũng kỳ. Cũng kỳ. Trồng lại cũng hơi lâu. Hơi lâu. Chắc bữa sau anh về em đổ nhựa đường này luôn. Rồi anh nói thiệt anh nói giỡn anh Cương à? Anh nói thiệt anh nói giỡn á, đổ nhựa đây đó mình đi vô đừng có chân chật. Không tin đâu em, không tin thành đầu, không tin đâu rồi cho nó dễ không. Em Cương ơi, chỗ này là phim trường quốc gia, anh đổ nhựa đây mốt chỗ nào mình quay rồi mấy cảnh đường làng đường quê của người ta. Đúng rồi, anh phá bối cảnh hả? Đổ ngay đoạn đây thôi, mình vô cổng mình quay cổng mà. Đi vô đây đừng có đi chơi chợ nè mọi người, chân hạ nè. Chân thánh thiện giơ lên nhìn chị thánh. Rồi mang giày, mang giày. Mang giày. Trời ơi đôi giày gần. Cái đôi dép này của Hạ chỉ có 55.000 thôi. Đôi giày này gần 1 triệu á trời. Đó. Trời. Hồi sáng là định mang một đôi Nike màu đen rồi nhưng mà cảm thấy hơi sợ lắm, 2-3 triệu nên là mình quyết định mua đôi giày 55.000 để đi. Có đôi dép Nike nữa mà đôi đó đúng chịu mấy. Em đứng nói đây, em đứng cái bên em đây, hỏi mấy anh có mệt không, hỏi thăm mấy anh đi. Nãy giờ em cầm quà, em quà cho mấy giống, anh đó. Giống như là mình lấy động lực cho mấy anh nè. Anh có mệt không ạ? Anh ơi, mọi người đang nói là mệt mỏi. Tự nhiên có một nhỏ gái vô nó nhậm nhẹm tao bực không anh? Có đâu. Kiểu ta đang cọc á, có nhỏ gái vô mà không phụ giúp được gì mà còn nó sàm sàm kêu mày đi ra. Nhìn em có cảm hứng nè mấy đứa, đứa nào mệt nhìn hạ cái nè. Trời ơi, ai mệt thì nhìn em nha. Cỡ lên. Vấn đề là bình thường anh ăn sáng sao mà nó uống sữa nó có sức. Bây giờ sáng chưa có uống sữa. Giờ có ai tiếp sữa cho anh không? Không có sữa, nó cho anh. Sao cái điểm khác biệt của anh ấy sình con mạnh hơn, không có sình nữa. Không hiểu luôn. Cái dài này dài chống sình, dài nó mất tiền, dài nó mất tiền. Hay là do anh ốm quá, anh cái sức nặng của anh nó trong vực này. Còn thanh mặt quá, cái sức nặng nó sẽ lên sình nó lên tán rất là nhiều. Chân lý, đúng là chân lý luôn. Nè mấy đứa này không không má mình mình làm mình kéo quần lên để nó quay nhiều lắm, nó lộ đó. Kéo lộ hàng nha, quay nhiều máy lắm. Bị rồi. Kéo này đi, thì đá ngoài hết á. Kéo xe mà cũng phải cẩn thận, với nhiều máy quay quá. Kéo xe mà không. Mọi người đang chờ đợi cái khoảnh khắc mà kéo được cái xe lên. Kéo được cái xe lên là mọi người sẽ. Lúc này tự nhiên nhớ Lâm Hùng quá. Quyên đề ơi, cuộc sống quá khó khăn, phải không người? Cái này là live stream, anh em lại khiêng xe đi. Bây giờ mình mới hát cái bài gì? Cái bài giống ngày xưa không? Không, mình kiếm cái dây đeo mình nữa đi. Còn dây nào nữa không? Mấy đứa còn cái dây nào nữa không? Còn cái nào không buộc cái để mình lấy đi. Cũng kéo ngang nữa, kéo ngang nữa, cái nó an toàn, cái kia nó kéo thẳng không à. Mình buộc cái trên nóc á. Đưa vô.
thấy ở trên phim á, chỉ là những cảnh quay lung linh xinh đẹp của diễn viên thôi. Còn đứng nói giảm mình vậy hả? Đứng nói giảm mình ta làm mình phản cảm. Hình ảnh nó phản cảm lắm. Thì em đang nói cho mọi người nghe về cái hình ảnh này, có nghĩa là khi vào lên phim mọi người chỉ thấy được những hình ảnh xinh đẹp và lung linh của diễn viên thôi. Bây giờ em nói này, lên phim người ta thấy được hình ảnh lung linh và xinh đẹp diễn viên thôi không anh? Ê đó, cái kép cái quần lên kìa mày ơi. Cái quần lên không? Rồi quay tiếp. Lồi lên kìa. Lồi camera hình trên mở lên chưa? Hạ nó đứng nó rỉa hai mày đó. Nó nhìn đó. Cái chỗ nó mấy. Ông em nói giảm thôi, em đã nói rồi. Nhiệt tình cộng mua dốt bằng phá hoại. Không có biết là tốt nhất ở bên ngoài vậy thôi mà trong lòng Thanh Thánh Thiện. Anh nghĩ là bây giờ nè, chỉ có một cách duy nhất là sản xuất ở đây rất là rối bời. Các anh ơi, dạy cứu em đi. Sáng giờ quay có con đoạn bây giờ bị nạn. Em chưa chọn lỡ cái gì là em quay nhanh cho đoàn để làm quay để giúp người chịu nha. Xong nha. Các anh ơi, các anh đâu rồi, giải cứu em đi. Em chưa chọn giải cứu em liền. Giải cứu em liền. Người thấy em không vừa tội không? Chị đứng nói thôi một kênh nào. Quá trời. Thăm thương em á. Phải làm lại cái lần xuống đôi hồi nãy chứ. Nam ơi, đem vô vô nha. Thôi. Có một lần. Thấy chưa, mọi người xin lỗi em lắm. Quý vị thân mến, thật ra đây là một cảnh diễn trong phim Bánh Mì Ông Màu. À, đó, tất cả mọi người là diễn viên. Diễn em rất là nói mặt. Rồi, còn mấy cái phim hành động á, có mấy bà mà chỉ theo, thứ nhất là không biết võ nè, thứ hai không biết tự bảo vệ mình nè. Mà còn phải làm cho mấy anh tự bảo vệ, thứ hai nữa là rất là vô dụng. Nên tốt nhất là một bài thân thành là phải bảo vệ thêm mình một nãy nữa, đúng không? Không dễ, nhưng gồm lên để nó bám vô. Rồi, Ê Ly, đem để đây được không chị? Đây em cầm cho, tại cổ đầu gì đi bên trong đi bên ngoài. Hai đứa chơi trò gì quay nhau hả? Ai chơi? Ủa anh ơi, sai rồi, bánh là bánh sau kìa, ai cần bánh này? Đây là nhiệt tình bằng rốt rồi là phá hoại nè. Mấy cái bánh sau nữa anh Cường. Mấy cái bánh sau á, chứ là mấy cái bánh sau á, tại bánh này mình kéo rồi. Cái bánh này nó có sức kéo rồi, mấy cái bánh sau á nó phải ăn mấy bánh sau kìa. Rồi, cứng rồi. Không. Đúng rồi. Ê, cái này lát nữa mình chở máy quay bằng xe máy qua bển đi rồi. Xả lỏng. Nếu mà không xài điện gì nhiều quá thì mình quay luôn nha. Xả lỏng. Không hả ơi. Có nhiều đó không biết được cái gì nha. Đúng rồi má. Không biết được gì hết. Góp gió thành bão anh. Thôi, con robot này thấy chưa, nhìn này thành rõ ràng là có chỗ nha. Đó. Sao cản ra luôn được. Bây giờ không làm được gì rồi. Bây giờ nè. Mọi người ơi, có thêm một cái nè. Tôi nhờ mọi người kiếm đất, kiếm đá hay là kiếm cái gì lục cục. Mấy người bỏ rơm kiểu này lát nó cuốn như cái bánh xe rồi làm sao? Đâu sao? Cái này một lát nó cuốn như cái bánh xe một đống ở trong đó rồi tính làm sao? Sao mà dính được? Chắc không? Rửa tay đi. Chắc chưa? Thường người ta sẽ buộc dây vô bánh xe mà không có bác. Xe máy kìa. Xe máy của ai phía trước mọi người chạy đi luôn. Đây gọi chiếc xe tải nữa. Đây mình chứng kiến nha bà con á. Xe máy của ai gọi phía trước chạy đi luôn nha.
Thôi giờ kéo xe được hay chưa, cúng gà quay đi. Rồi giấy cúng gà quay đi. Bà sản xuất bật giấy cúng gà quay đi. Dạ em sẽ cầu cho xe kéo lên thành công, sẽ cúng con gà quay. Cúng hai thôi, thì cúng hai ngàn nước em. Mọi người ơi, sao quá. Sao quá. Đi một phát một ra cho có nhắm chữ ngay dấu chữ lúc nữa đó. Một phát một á. Rồi mọi người nén hết đi, nén con xe đi. Cái mà rơm dài sẵn nó cuốn vào bánh xe nữa. Ủa để rơm đâu có trơn đâu mà con bác, để rơm nó bám được chứ. Không, nó bám mà sẵn nó cuốn thành nó cuốn. Không cuốn đâu, nó cuốn đâu. Nó cuốn thì nó cũng dễ hơn. Chứ nó bánh lên trơn hùi lùi à. Bánh này nó quay vòng vòng thôi à. Người ta phải phụ ấy phụ luôn mấy đứa. Anh em nào nhiệt tình là xuống sau đẩy phụ luôn nè. Được như được nè. Cái bên hông nè, bắt đầu bên đây nè. Bắt. Em đừng có đứng bên kia nha. Đứng bên kia mà hết. Đứng bên kia nha. Nó ngã, cho xe nó khỏi lật đó. Anh đâu? Không nổi đâu, đứng đây sợ lật. Đây đây đó. Đây là lật đó. Không sợ đâu. Đây là lật đó. 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 Qua rồi. Nó nhờ cái đống gom đó. Đống gom của em đó. Là đống gom của anh đó. Thấy không, nó không trơn thấy không? Cái nhà anh, cái nhà anh lùi. Rồi xong rồi, không cần xích nhận ở đâu mọi người ơi. Qua rồi. Rồi, lên xíu đi. Trời ơi, cái bình thường mà mọi người làm cực khổ quá vậy. Một tay một món kéo cái xe đi được mà. Thật ra anh nhật nó rồi, bây giờ tôi vừa sẽ đi qua điều chuyển cho bác. Nhóm mua gà cúng nhâm chứ. Gà cúng nhâm sẵn cúng đầu xe. Không, cái gì cũng vậy. Sáng nhiều khi tụi em vô đây tụi em chưa cúng. Dạ rồi, cảm ơn bà con bác nha. Bây giờ con vừa vô à, đi qua điểm diễn dặn ra đó, đang dặn ra đó. Nhưng mà là bà con bác ngay lát đưa mua gà cúng. Sẵn cúng cảm ơn rồi. Cảm ơn trời đất ủng hộ mình với lại cho mời mấy đứa em ăn luôn. Đây mình chạy ra đây nè. Thử cho mấy đứa em ăn được. Tới xíu nữa. Nè mấy anh ơi, em đi nước lầy rồi nè. Đi nước lầy rồi mấy anh ơi. Chạy em đi thôi, mình làm đơn nè. Liên quan gì. Chạy em. Ủa, không biết cái gì đó. Cứu em đó nè mấy đứa ơi. Nè mọi người ơi, cứu em đi. Ờ, anh đuôi xuống em kỳ quá nè, còn giờ sao em lên? Trời ơi, nó lầy nè. Ủa, con cái bánh xe nó mềm như vậy bố. Để là cho em biết nào không? Không ai thương em nào. Có bình thường gì? Lát là mình anh không lo, lát con trang trải nghiệm lên đây nha. Buồn dễ sợ luôn. Rồi một đống xình luôn. Xe của em hả? Dạ, bỏ xe anh đi. À,
giờ con vừa đi qua, em là không quay em nó chơi, quay mấy thằng nhắc vui vui thôi. Dạ chào tạm biệt bà con, có bác hẹn gặp lại ạ. À.